Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự Quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ tình hình chiến sự Nga và Ukraina. Nga cảnh báo đanh thép đề xuất trưng cầu dân ý về Crimea. Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước đề xuất của Ba Lan về việc đặt bán đảo Crimea dưới sự quản lý của Liên hợp quốc trong 20 năm. Cụ thể, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 20 tháng 9 Lãnh thổ và các khu vực của Nga không thể là chủ đề của bất kỳ cuộc thảo luận nào hoặc chuyển giao cho bất kỳ ai. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng đề xuất của Ba Lan về việc đặt râm dưới sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc để tổ chức cuộc trưng cầu dân Ý lần hai về tình trạng của khu vực này sau 20 năm là vô lý. Trước đó, tại cuộc họp ở thủ đô Kiev của Ukraine, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky đề xuất chuyển giao bán đảo Crimea theo lệnh của Liên Hợp Quốc để chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý công bằng về tình trạng của bản đảo. Ông Sikorsky nhấn mạnh rằng Krum có ý nghĩa biểu tượng quan trọng đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin, nhưng Krum cũng có giá trị chiến lược đối với Ukraine. Ông nói, do đó tôi không thấy họ có thể đạt được thỏa thuận như thế nào nếu không phi quân sự hóa Krum. Chúng ta có thể chuyển giao nó theo lệnh của Liên Hợp Quốc với nhiệm vụ chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý công bằng sau khi xác minh những người cư trú hợp pháp là ai. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh thủ tục này có thể kéo dài trong 20 năm. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã công khai bác bỏ đề xuất này, nhấn mạnh rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không thể là chủ đề thảo luận hoặc thỏa hiệp. Ngoại trưởng Sikorsky đã nói rõ rằng những phát biểu của ông về khả năng Crimea sẽ trở lại Ukraine thông qua một cuộc trưng cầu dân ý điều khiển Kiev không hài lòng là một phần của cuộc thảo luận mang tính giả thuyết. Ông Sikorsky nhấn mạnh rằng Ba Lan ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đó là điều chắc chắn và tôi đã nhiều lần nhấn mạnh điều này. Nhà ngoại giao Ba Lan nói thêm, tuy nhiên đã có một cuộc thảo luận giả định không chính thức giữa các chuyên gia tại hội nghị. Trong đó chúng tôi xem xét cách thực hiện các đề xuất của chính Tổng thống Zelensky về cách giành lại Crimea. Ông ấy đã nói về các biện pháp ngoại giao. Nga đã sát nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga tiếp tục tuyên bố sát nhập các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng không có vùng lãnh thổ nào trong số này có thể được đưa ra đàm phán. Nga cho đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ đã tuyên bố sáp nhập, trong khi Ukraine và phương Tây phản đối đồng thái của Moscow. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định. Xung đột bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga. Ông Zelensky cũng đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường chiến tranh, khôi phục đường biên giới lãnh thổ năm 1991 của Ukraine bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow khẳng định luôn để ngõ đàm phán với Kiev, nhưng với điều kiện Ukraine phải chấp nhận tình hình thực tế. Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hàm đội biển đen Nga ở Crimea, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Nga dăng lưới lửa, tứ bề, Ukraine tổn thất lớn ở tử huyệt rock Kể từ khi xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine gần làng Ojaretin vào tháng 4 năm 2024, các lực lượng Nga đã tiến được hơn 20 km và đang áp sát thành phố Poprov, trung tâm hậu cần quan trọng của Kiev ở miền Đông. Trong suốt mùa hè thứ ba của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thành phố Poprov ở Donetsk luôn là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất, khu vực này hiện đang nằm trong tầm bắn của pháo binh và máy bay không người lái của Nga. Dù Ukraine cố gắng thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ và tỉnh kết, Nga vẫn không dừng lại. Thay vì đó, họ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công trên mặt trận bốt rốt trong tháng 8. Một số nhà quan sát tại Ukraine cho rằng Kiev cần phải hành động nhanh chóng với việc điều động các lữ đoàn từ lực lượng dự bị chiến lược và những đơn vị ở các chiến tuyến tương đối yên tĩnh tới bảo vệ Pokrov lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 của Ukraine, còn được gọi là Karadak là một phần của lực lượng bổ sung được triển khai đến Selidov, cách thành phố trọng yếu bốc rớt khoảng 20 km về phía Nam. Lữ đoàn này từng được triển khai tại tỉnh Zaporizhia kể từ khi thành lập vào đầu năm 2023, nhưng sau đó đã được điều động tới vào đầu tháng 9 để ngăn chặn làn sóng tấn công của Nga. Theo Kiev Independent, ban đầu, việc Ukraine bổ sung lực lượng đã mang lại hiệu quả cao, vào ngày 5 tháng 9, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã chặn đứng được cuộc tấn công của Nga. Phát biểu với tờ Kiev Independent, sau một tuần ở khu vực này, các binh sĩ Ukraine nói rằng cuộc tấn công của Nga và Pokrov thực sự đã chậm lại, tạo điều kiện cho lực lượng phòng thủ có thêm thời gian để cải thiện vị trí và tổ chức công việc tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình trên thực địa ngày càng trở nên nguy cấp hơn. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Pokrov đồng thời đe dọa bao vây các đơn vị Ukraine về phía nam của mũi tấn công chính. Những vấn đề còn tồn động trong hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng thiếu hụt nhân lực nói chung ngày càng trầm trọng hơn và mối đe dọa về một đợt tấn công mới của Nga nhằm vào vùng ngoại ô ở thành phố vẫn còn rất cao. Ukraine đã cất giấu lựu pháo chẳng hạn như lựu pháo kéo Msta B-152mm để tránh sự phát hiện của Nga bằng hai lớp ngụy trang đó là trùm bằng lưới ngụy trang, sau đó phủ lên một lớp lá cây rừng. Việc thiếu đạn dược cho những khẩu pháo như vậy là một vấn đề gây khó khăn cho lực lượng pháo binh của Ukraine trong phần lớn thời gian xung đột diễn ra vì kho đạn cũ từ thời Liên Xô đang bị cạn kiệt. Tuy nhiên, tại Bắc Rốc, các đơn vị của lưu đoàn vệ binh quốc gia số 15 liên tục được cung cấp đạn pháo có nguồn gốc từ nhiều quốc gia khác nhau hoặc từ các cơ sở sản xuất trong nước Ukraine. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Bắc Rốc đối với Kiev. Kể từ khi được điều động tới Zelidov, hầu như ngày nào lữ đoàn này cũng thực hiện nhiệm vụ khai hỏa vào cứ điểm của đối phương. Zelidov, thành phố có dân số trước chiến tranh khoảng 21.000 người, đang tạo thành một rào cản vật lý đáng gồm đối với lực lượng tấn công. Hiện tại, lữ đoàn này được giao nhiệm vụ phản pháo nhắm vào các khẩu đội pháo và vị trí xuất kích máy bay không người lái của đối phương, đang đe dọa lực lượng bộ binh Ukraine xung quanh Pokrov. Nhiệm vụ này đang trở nên ngày càng nguy hiểm hơn vì họ phải tiến xa hơn về phía tiền tuyến để đưa mục tiêu và tầm bắn. Ngoài lữ đoàn Karadak, Ukraine cũng điều động lữ đoàn Rezger số 68 tới bảo vệ Pokrov, được triển khai tới khu vực giao tranh ác liệt vào thời điểm Nga tăng tốc các cuộc tấn công vào cuối mùa xuân. Lữ đoàn Rezger số 68 đã phải chịu nhiều áp lực khi ở mũi nhọn tấn công của Nga. Khi ngày càng có nhiều đơn vị được triển khai đến mặt trận Pokrov với sức chiến đấu và chiến thuật khác nhau, việc giao tiếp một cách hiệu quả giữa các lữ đoàn là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng yếu tố này đang bị thiếu. Kiev Independent dẫn lời một số binh sĩ cho biết, mặc dù cuộc tấn công của Ukraine và tình kết của Nga được cho là đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của các binh sĩ và dân thường trên khắp Ukraine, nhưng theo ông Taraschuk, tình trạng mệt mỏi trên mặt trận Pokrov vẫn không được cải thiện hầu hết các binh sĩ đều nói rằng tại sao các chỉ huy không điều lực lượng dự bị hoặc các lữ đoàn tinh nhẹ đến đây để cứu vãn tình hình thay vì tấn công kết. Những gì Mỹ đang phải trả vì cuộc xung đột ở Ukraine Vụ ám sát thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trong hơn hai tháng liên quan đến một tay súng trước đó tuyên bố sẵn sàng chiến đấu và chết vì Ukraine. Điều này cho thấy xung đột không chỉ ảnh hưởng đến chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn tác động đến hệ thống xã hội của nước này. Ngoài việc là một vấn đề chia rẽ các đảng phái ở Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine còn làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị trong xã hội. Theo một cuộc khảo sát, 66% thành viên đảng Cộng hòa muốn Washington khuyến khích Kiev đàm phán với Moscow, trong khi phần lớn đảng Dân chủ 62% tán thành việc ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể sự chia sẻ đảng phái trong chính sách đối ngoại thậm chí còn lan tròn đến nhận thức về việc quốc gia nào là đối thủ chính của mỹ theo đó đảng cộng hòa quan tâm nhất đến trung quốc trong khi đảng dân chủ lo ngại nhiều hơn về nga là một phần trong chiến lược của tổng thống joe biden nhằm làm suy yếu nga ở ukraine washington đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho nỗ lực chiến đấu của kiev trước các lực lượng của moscow với việc Quốc hội phê duyệt gần 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và phi quốc phòng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ không thể đảo chiều xung đột khi Nga vẫn đạt được những bước tiến chậm mà chắc trong các thành quả về lãnh thổ ở phía đông Ukraine. Một lý do chính là ngoài vũ khí và tài chính, Ukraine cần thêm tân binh để bổ sung cho lực lượng đã kiệt quệ và suy yếu của mình. Tuy nhiên, ngay cả các hành động ép buộc nhập ngũ khắc nghiệt vẫn không thể bù đắp được tình trạng thiếu hụt quân số ngày càng cấp bách của nước này. Trong khi đó, cuộc xung đột đã phơi bày một số điểm yếu của quân đội phương Tây, bao gồm việc năng lực công nghiệp của Mỹ không đủ để bổ sung số vũ khí và đạn dược quan trọng cạn kiệt khi cung cấp cho Ukraine. Cuộc xung đột cũng ẩn chứa những cái giá nhất định, trong đó có tình trạng lạm phát trong nước. Một cuộc khảo sát cho thấy 49% người dân Mỹ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine để chi phí của các hộ gia đình Mỹ không tăng thêm nữa. Đồng đô la Mỹ vốn đang đối mặt với sự sói mòn âm thầm trước cuộc xung đột ở Ukraine hiện đang đối mặt với thách thức lớn hơn trong sự chi phối toàn cầu để phản ứng trước việc phương Tây vũ khí hóa tài chính và tịch thu các khoản thu của Nga từ các tài sản ngân hàng trung ương bị đóng băng. Khi các quốc gia tìm ra giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ, đồng tiền này bắt đầu mất đi một số ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là trên thị trường dầu mỏ. Trong khi đó, như một chiến lược phòng ngừa rủi ro các ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kazakhstan và Đông Âu đã tăng cường mua vàng. Việc tích trữ như vậy cùng với sự bất ổn địa chính trị lớn hơn đã có phần đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục. Theo các nhà quan sát, những cái giá ẩn của cuộc xung đột Ukraine cũng mở rộng sang lĩnh vực địa chính trị, đặc biệt là cản trở khả năng của Mỹ trong việc ứng phó với thách thức lớn hơn từ Trung Quốc. Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng Trung Quốc gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga đối với các lợi ích của phương Tây và trật tự do Mỹ lãnh đạo. Trong khi các kế hoạch của Nga phần lớn chỉ giới hạn ở khu vực lân cận thì Trung Quốc đang tìm cách thay thế Mỹ để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Họ cũng có phương tiện, nên kinh tế Trung Quốc giống như dân số của họ lớn hơn Nga khoảng 10 lần và Trung Quốc chi tiêu cho quân đội gấp 4 lần Nga. Hơn nữa, theo The Hill, Trung Quốc hiện đang tăng cường năng lực quân sự mở rộng lực lượng thông thường nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ Thế chiến 2. Các nhà quan sát cũng cho rằng Mỹ đang không dành đủ sự chú ý và nguồn lực để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và tiếp tục vô tình củng cố ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh, đặc biệt là thông qua việc lạm dụng các lệnh trừng phạt với nhiều quốc gia. Với nguồn lực quân sự bị kéo căng do sự can dự và có cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, một số nhà quan sát cho rằng Mỹ cần cân bằng thực tế hơn các mục tiêu địa chính trị quan trọng của mình vào thời điểm mà phần lớn người Mỹ tin rằng sức mạnh quốc gia đang suy yếu trên trường quốc tế. Mỹ phải đối mặt với thực tế bất chấp sự hỗ trợ đáng kể của phương Tây, Ukraine vẫn khó có thể đẩy Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm được ở phía đông và phía nam Ukraine. Việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu trong nước Nga bằng dữ liệu định vị và công nghệ khác của Mỹ sẽ chỉ gây ra nguy cơ xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Về cơ bản, một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine sẽ không có lợi cho Mỹ, nhưng sẽ chấm dứt xung đột đòi hỏi phải có đối thoại và ngoại giao, điều đang hạn chế giữa Washington và Moscow. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga gia tăng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tìm cách làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn sau chuyến thăm Moscow và Kiev, ông Modi sẽ tóm tắt cho Tổng thống Biden về nỗ lực giữ gìn hòa bình của mình khi họ gặp nhau ngày 21 tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh Quas ở Wilmington, Delaware. Nếu không có sự ủng hộ hoàn toàn từ Mỹ, cuộc gặp theo dự kiến giữa Thủ tướng Modi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS có thể đạt được rất ít thành quả. Một sự thay đổi chính sách của Mỹ theo hướng ủng hộ lên ngân bắn có thể phải chờ kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Vì đàm phán để đi đến một thỏa thuận là cách duy nhất để chấm dứt xung đột nên tốt hơn hết. Các bên cần ngồi lại với nhau sớm nhất có thể, nhất là sau một thời gian dài chứng kiến sự đổ máu và tàn phá. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Một quý vị chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!